Xin chào tất cả mọi người nha. Thì thời gian qua có rất nhiều các chị em inbox hoặc nhắn tin cho Hiền thì có hỏi về cái việc là làm sao để giúp các chị em, họ có một cái tâm sự chung, đó là họ là những mẹ bỉm sữa, những công nhân viên chức nhà nước, thì buổi sáng thức dậy thì phải lo cho con cái này, gia đình họ không có nhiều thời gian để dành cho cái việc chăm sóc cá nhân hoặc cũng như cái việc trang điểm cá nhân. Vì vậy là có một cái sản phẩm gì đó để giúp họ vừa có nghĩa là tiết kiệm được tối đa cái thời gian để cho bản thân mình, và nhưng bên cạnh đó thì cái sản phẩm phải vừa an toàn và sử dụng hiệu quả. Thì hôm nay thì Hiền cũng đã tìm được một cái siêu phẩm và có thể muốn giới thiệu tới các chị em để giúp cho các chị em giải quyết được những cái tình trạng mà mọi người đang rất là khổ tâm, cũng như là giúp chị em có thể trang điểm, có thể biến hóa cái khuôn mặt mình trong 30 giây để có một cái diện mạo rất là tự tin để mình có thể đi làm hoặc là đi ra ngoài nha. Thì đây, cái sản phẩm Hiền muốn giới thiệu cho mọi người đó là cái phấn nền Salabade. Thì cái phấn nền này là phấn nền Salabade này thì của công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Ngô Thành Phú, nhập khẩu hoàn toàn từ bên Hàn Quốc. Cái sản phẩm này thì công ty nhập khẩu hoàn toàn nha mọi người nha, nhập khẩu và phân phối với công ty Ngô Thành Phú. Và cái sỏi phấn nền Salabade này nó có rất là nhiều công dụng. Đây, nó giống như một phù thủy luôn, có thể giúp mọi người biến hóa cái khuôn mặt của mọi người trong vòng 30 giây thôi. Thì cái ưu điểm của cái sỏi phấn này, nói chung là nhiều chị em đã sử dụng cái sỏi phấn này, và nếu mọi người search ở trên mạng thì mọi người cũng biết được cái thông tin này. Thông tin về cái sỏi phấn nền Salabade này được rất nhiều các diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam mình sử dụng và rất là hài lòng nha. Đây, mình sẽ giới thiệu mọi người. Cái sỏi phấn này được kết cấu rất là tiện lợi. Nó gồm có hai đầu, thứ nhất là một đầu là đầu cọ này. Cái đầu cọ rất là mềm, mình có sức 18 phấn, mình không cần dùng thêm có bông phấn hay không cần dùng tay. Và đặc biệt cái sỏi phấn này, đây mọi người thấy không ạ? Sỏi phấn này có một cái lõi này, nó có hai lõi nha, lõi bên trong đó là thành phần kem dưỡng, nó là kem dưỡng và nó là che khuyết điểm luôn. Vì vậy là cái sỏi phấn của Salabade này thì nó vừa đáp ứng được rất là nhiều cái tiêu chí. Thứ nhất là nó vừa là kem dưỡng này, vừa là kem nền, kem lót, phấn phủ, vừa là kem che khuyết điểm, và đặc biệt thì nó có độ chống nắng SPF 45, có thể giúp mọi người kê bảo vệ làn da của mình khi đi ra nắng đi cả ngày nha. Và đặc biệt cái phấn nền này thì nó không lem không trôi khi gặp mưa nha mọi người nha. Đây ạ. Cái phấn nền này thì chiết xuất hoàn toàn các cái thành phần thảo mộc thiên nhiên, nó rất là an toàn, lành tính. Và đây Hiền sẽ test thử cho mọi người xem về cái độ thần thánh nha của sợi phấn này. Thì Hiền cũng đã có mọi người, đây thì những cái vết bút chì này mọi người có tưởng tượng như là những cái khuyết điểm ở trên khuôn mặt của mọi người nha. Thì mình hãy đón xem cái sợi phấn nền Salabade này nó sẽ giúp mọi người khắc phục được những cái tình trạng này trong bao lâu. Mọi người để ý thêm Hiền cái thời gian nha. Đây, chúng ta bắt đầu nha. Đây là những cái khuyết điểm trên da mặt mình đây, ví dụ như nám, tàn nhang, đồi mồi hoặc là mụn thâm nha. Đây, đây khi mà mình dùng thân dùng xong thì mình vặn nó xuống và mình sử dụng cái đầu cọ này mình tán phấn nha. Rất là tiện lợi không ạ? Mọi người tán sang, mọi người đừng có tán xuống mà cái da mình nó bị chảy xệ. Mọi người tán sang phía bên này, kéo cái da mình sang bên phía bên. Cái sợi phấn này thì mọi người thường hay dùng cho nó cái tên gọi rất là đặc biệt, đó là cái sợi phấn gọi là cây phấn thần đấy, có thể giúp biến hóa khuôn mặt của mình trở nên rất là xinh đẹp và che hết mọi cái khuyết điểm trong vòng chỉ khoảng 30 giây thôi nha mọi người nha. Đấy, mọi người thấy không ạ? Không cần kem lót, không cần kem nền, không cần kem che khuyết điểm, không cần chống nắng, không cần kem dưỡng nha. Mọi người thấy chưa ạ?
Rồi chỉ với một cái thỏi phấn nền Salabade này nó đã giải quyết được hết tất cả những cái tình trạng trên. Đây chỉ trong vòng 30 giây thôi, cái khuôn mặt đầy nám tàn nhang đồi mồi và đầy những các khuyết điểm thì bây giờ nó đã được che phủ hoàn toàn, và chỉ mất 30 giây mọi người có thể tự tin đi ra đường và có thể dành nhiều thời gian hơn cho công việc, cho con cái cũng như cho gia đình của mình. Và mọi người thấy không ạ, Hiền chỉ mất chưa đến 30 giây thôi thì cái khuôn mặt đầy nám tàn nhang đồi mồi của Hiền thì nó đã biến mất và để lại cái làn da rất là tự nhiên, đúng không ạ? Mọi người chỉ cần thêm một chút son nữa thì mọi người có thể tự tin đi ra đường. Và đây, đặc biệt cái phấn nền Salabade này thì nó sẽ ẩm chất mọi người. Đặc biệt mọi người những cái sản phẩm mọi người sử dụng trước đây, ví dụ như là mình phải cái trang điểm những cái lớp rất là dày, rất là cộm, và đặc biệt nếu mà mình đi mình không may mình gặp trời mưa hoặc là mình đi bôi thì những cái lớp phấn đó nó sẽ lem nhem trên mặt và nó trôi, đúng không ạ? Nhưng mà đặc biệt cái thỏi phấn nền Salabade Hàn Quốc này thì nó giúp mọi người rất là an tâm nha, an tâm khi mình đi tắm, đi bơi thoải mái dưới nước thì nó không hề lem, không hề trôi. Và đây, đặc biệt là cái độ trôi nó còn nó tới SPF 45 PA 3 cộng thì mọi người có thể tự tin, mọi người đi tắm, đi bơi hoặc là đi dưới mưa thì mọi người không phải lo nha. Đây, và khi Hiền đánh phấn lên thì Hiền giữa mặt thì nó không hề đi nha. Thỏi phấn này thì được các chị em công sở rất là ưa chuộng luôn, và mọi người có thể search lên trên mạng là phấn nền Salabade thì mọi người sẽ thấy rất là nhiều những cái diễn viên ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam mình đang sử dụng cái sản phẩm này và cho phản hồi rất là tích cực. Cái thỏi phấn này thì rất là tiện lợi luôn, đây ạ, không hề lem, không hề trôi, không hề bị cái lớp nền vẫn giữ nguyên nha mọi người nha, rất là thích. Chúng ta rửa mặt xong chúng ta có thể lau khô mặt và cái lớp phấn này nó vẫn không hề trôi nha mọi người nha, rất là tuyệt vời luôn. Cái siêu phẩm này nó trước đây thì Hiền cũng đã sử dụng rất là nhiều các cái sản phẩm, nhưng mà mỗi lần trang điểm thì nhiều cái sản phẩm thì nó giúp cái da mình nó căng bóng, nhưng mà nó lại cái thành phần che, cái độ che khuyết điểm của nó thì nó không có nhiều, thành ra thì mình phải sử dụng rất là nhiều các sản phẩm kết hợp với nhau. Ví dụ như là bôi một lớp kem dưỡng xuống dưới, rồi bôi kem nền, kem lót, kem che khuyết điểm xong mình mới đánh phấn lên thì nó rất là cầu kỳ luôn. Nhưng mà bây giờ thì chỉ với một thỏi phấn nền Salabade này thì chỉ 30 giây là chúng ta đã có một cái khuôn mặt hoàn hảo luôn. Và đặc biệt nếu đối với các chị em mà thường xuyên sử dụng cái thỏi phấn này, đây thỏi phấn này nó rất là nhiều tại vì nó là dạng nén. Đây là mọi người để ý xem nhé, nó là dạng nén, nó rất là nhiều luôn, cho nên mọi người ít sử dụng có thể sử dụng từ 1 đến 2 năm, mà mọi người sử dụng hàng ngày thì có thể sử dụng được 8 đến 10 tháng nha. Cái thỏi phấn này có giá 540.000, nhưng mà mọi người tính xem nếu mà mình đầu tư 540.000 để sử dụng một sản phẩm vừa tiện dụng vừa an toàn, được nhập khẩu hoàn toàn từ Hàn Quốc, lại đáp ứng đất tất cả các nhu cầu. Nếu như mà mình mua từng sản phẩm một, nếu mà mua cái sản phẩm tốt thì tính ra 540.000 thì mọi người chỉ mới mua được một món thôi. Nhưng mà đầu tư 540.000 để mọi người có thể có được một cái siêu phẩm mà nó bao gồm cả phấn nền, phấn phủ, kem lót, kem chống nắng, che khuyết điểm, kem dưỡng thì nó có xứng đáng không ạ? Nó rất xứng đáng đúng không ạ? Bởi vì tính ra thì nó rất là lợi nhuận cho mọi người luôn, mà mọi người có thể sử dụng được một sản phẩm an toàn từ thiên nhiên, nó từ các thành phần thảo mộc nha. Ngoài cái việc trang điểm thì cái cây phấn nền này nó có giúp mọi người có thể trị mụn cho mọi người nha, nên mọi người có thể sử dụng đối với những người làn da đang bị mụn vẫn có thể sử dụng được. Và theo Hiền thì mọi người cứ thử trải nghiệm một lần cái thỏi phấn này, cam kết là mọi người sẽ hài lòng, rất là tiện lợi nha. Chỉ cần một thỏi phấn này và một cái son để mọi người đi tiệc, đi đám, đi chơi, đi đâu, chỉ cần một thỏi phấn này giải quyết được hết tất cả các cái cầu kỳ, mọi người không cần đem nguyên một bộ đi, đúng không ạ? Mọi người có thể search lên mạng và tìm hiểu các thông tin về cái thỏi phấn nền Salabade này nhiều hơn, cũng như tham khảo xem về những cái phản hồi của các ca sĩ diễn viên họ sử dụng cái phấn này xem như thế nào nha. Cảm ơn mọi người, rất hy vọng là mọi người có thể tìm cho mình được sản phẩm vừa an toàn, vừa phù hợp với mình, vừa an toàn lại vừa mang lại hiệu quả thiết thực. Xin chào mọi người.